chúng ta đang giảng Kinh Kim Cang về cái phần đang vật bàn về làm sao mà đắc được tri hệ chân chính. Xin nhắc quý vị lại tuần trước mình bàn về có ba cái loại tri hệ chân chính là văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thực tướng bát nhã. Thì tri hệ mà chân chính này được do Đức Phật dạy. Cái trí huệ này mình có thể nói là chân chính, tại vì cái trí huệ này nó xuất gốc từ cái kim khẩu, là từ cái lời dạy của Phật, chứ không phải một người phàm phu dạy. Thành ra quý vị có thể tin tưởng được đây là cái gì mà thật chính xác nhất, thật sự nhất mà quý vị có thể biết được, gọi là cái trí huệ bát nhã. Cái chân chính là chỗ nào? Chân chính là cái chỗ quý vị thấy được cái sự thật của nó, và nhờ cái sự thật này quý vị sẽ cuối cùng khi mà thông đạt được là quý vị sẽ đạt được sự thật. Đức Phật dạy ba cái loại chuyện này mà quý vị cần tu. Thứ nhất là văn tự bát nhã. Văn tự bát nhã rất là quan trọng. Và cái này là khi tri kiến thì chúng ta phải cần có tri kiến chân chính, là chúng ta phải cần có cái này, là tri kiến của Đức Phật mới gọi là văn tự bát nhã. Cái văn tự bát nhã nó quan trọng, tại vì cái này là nhờ cái Phật nhãn của Phật, có mắt Phật, cái Phật nhãn của Phật mà mình thấy, mở ra thấy là thấy cái sự như vậy, gọi là văn tự bát nhã. Okay. Và khi Phật thấy thì Phật giảng ra thì các vị được của Phật mới ghi chép xuống lại, thì nó thành là văn tự bát nhã. Cái văn tự bát nhã nó quan trọng, tại vì nó tượng trưng cho cái sự thật chân chính và cái sự thật, cái hiểu biết, cái tri thức của con người phàm phu chúng ta chưa thấy được. Chúng ta nghe cái tri kiến này, nghe cái lời dạy này, chúng ta không thể nào hiểu được này, không đều phải nghe. Cái này là cái sự khác biệt giữa cái sự sâu xa của cái lời dạy của những đại thừa với những cái lời dạy khác. Cần tu càng ngày càng thâm nhập, sự thâm nhập rất quan trọng. Phật pháp có danh từ thâm nhập cái tri kiến của Phật. Càng ngày càng tu sẽ càng hiểu thâm sâu. Bởi vì buổi chiều cuối tuần chúng ta giảng kinh để giúp quý vị đạt được cái văn tự bát nhã. Tu hành phải có văn tự bát nhã thì tu hành có sự thăng bằng. Ok, thì mới có sự sâu xa. Sau cái gì là quán tri bát nhã, cái này là một cái sự đặc biệt của mình. Cái bên Phật giáo gọi là quán chiếu bát nhã. Cái quán chiếu bát nhã này nó quán chiếu nghĩa là sao? Quán chiếu có nghĩa là quý vị phải tu hành để biết quán, để biết chiếu. Quán chiếu bát nhã là cái danh từ rất hay, tại vì quý vị muốn có cái trí huệ này là phải quán và phải chiếu, mới gọi là chiếu. Nhân dụng đặc biệt, ý nghĩa đặc biệt như vậy, phải quán và phải chiếu mới gọi. Vì không quán, không có chiếu thì không thể nào vào được. Bây giờ thầy hỏi quý vị, những cái gì mà đi học ở đây, những cái cô kim nhiên ngồi sau học ra bằng ở đây, vào đại học, trường đại học học, thì thầy hỏi cô là trong trường đại học có dạy cô quán và chiếu. Ở đây nói là học là phải nhớ thực lòng. Cái này cái đặc biệt của Phật giáo mình á, mình phải quán và phải chiếu. Mình ra cái chiếu này. Cái gì có nghĩ có chỗ nào mà làm dài như vậy không? Muốn có cái chiếu này, muốn thực sự biết thì phải quán và phải chiếu. Nghe rõ không? Thôi thế, nhiều khi công giáo người ta dạy một tí, nhưng mà hôm nay cái gì mà cái lúc dạy thì
triết lý của ông Trần Sư Sơn. Thế này là Phật giáo thì nói đó, là phải giải quyết là phải giải quyết người quán, phải giải quyết người chiếu. Dễ sợ không? Thế thì chiếu về Đức Phật dễ sợ không? Cứ vì niệm Phật á, cũng phải quán, phải cái chiếu. Nghe rõ, người ta chỉ nói, nè, người ta chỉ nói với nhau á, niệm Phật đi, niệm Phật đi. Nhưng để niệm Phật mà muốn thiệt sự biết niệm Phật, phải giết quán, giết chiếu mới niệm Phật được. Dễ sợ. Một Phật thầy, cái gì, cách nào nó kêu bằng quán chiếu. Ok. Ok. Thầy giảng chưa xong. Thầy giảng xong hết. Thầy mới bắt đầu giảng thôi là chứ ai ta cũng lắc đầu, nó không ai dạy như vậy nữa. Thành bác này hỏi là đúng, để lắc, thầy trả lời sau. Để thầy giảng cho quý vị biết rõ ràng là tại sao Đức Phật dạy cái chữ quán chiếu bát nhã, nó có cái dụng ý của Phật là gì trong đó, mà không ai giảng cái chuyện này hết. Ngày nay thầy hướng lại cho anh ngon quá, anh nghe một cái bài ngon quá, cái bài cuối mùa thành ra được cho anh mình vui quá, mình hướng quá, mình giảng giả khác. Ngày nay thầy hướng thầy cái giả cái ba cái này văn từ bát nhã, quán chiếu bát nhã, thì tư mây nó khác hơn thường lệ một tí, tại nội hướng. Là nhờ cái lông, nhờ cái lông nhãn mà nổi hứng. Bây giờ ăn trưa cái gì đó, cái đầu đòn gì hết. Hai ba tuần chưa ăn lạnh, ăn hết cái gì đó, ủa xong bữa kia mới ham dữ vậy. Anh hứng, nhiệt bởi vậy. Nên bởi vậy thì nhiệt nhiều ăn ngon nên làm thể hứng. Người cái danh từ không, danh từ nó là quán chiếu không, cho quý vị thấy cái phương pháp để mà mở cái hệ này, mà cái hệ đó thì mình cái gì mở ra, cái gì có được cái gì, phần cái gì này, cái hệ này mà mình mở ra cái loại trí hệ gì ít mai một ít thì bị hạn, thì hạn sơ sơ một vài lần để mình đặt cái gì để ý mà. Cái trí hệ bát nhã, cái quán trí bát nhã này khi quý vị mở nó, quý vị thấy được là mình là không, người ta là không. Chi huệ này mình xả được cái trạng này mới gọi quán chiếu bát nhã. Dễ sợ chứ phải trước Phật dạy dễ sợ cái quán chiếu bát nhã này phải xả cái ngã mới được cái chi huệ, còn chưa cái chi huệ chưa biết cái gì, chưa tới trình độ cái gì, văn từ bát nhã phải dẫn tới quán chiếu bát nhã thì phải nghe rõ ràng không. Nếu quý vị không có cái văn từ bát nhã thì quý vị không thể nào mở được cái quán chiếu bát nhã. Nghe rõ ràng không? Thì phải dạy quý vị cái văn từ bát nhã chứng chính rồi ấy, mới có thể giúp quý vị mở được cái văn cái quán chiếu bát nhã. Hay không? Cái lời cái thật Phật dạy nó sâu xa như vậy. À, câu hỏi trước lại, quán là gì, chiếu là gì? Ok, để tuần sau để trả lời. Thầy nổi hứng thì nói, nhưng mà không có sửa soạn bài, thành ra thành sửa soạn chưa kịp trả lời cũng không có hết được. Có ai có thắc mắc gì khác? Làm giúp thầy, làm giúp thầy nói về cái quán là gì, cái chiếu là gì không? Chiếu là gì? Chiếu là chiếu sáng. Ok. Chiếu là gì? Nó có hai cái phần. Chiếu cái gì? Và dùng cái gì để mà chiếu? Cái ngọn đèn là gì? Hay là cái đuốc? Hay là cái đèn pin? Hay là mặt trời? Hay là mặt trăng? Hả? Xong mình chiếu cái gì đây? Mình chiếu vào cái cửa sổ người ta. À, thì dùng cái gì? Dùng trí huệ. À, cái ánh sáng của cái trí huệ. Thì trí huệ mình nó có cái sáng. Mình dùng cái ánh sáng trí huệ mình để mình chiếu cái gì đây? Chiếu, mình chiếu cái lỗi lầm của cái bà có được.
hoặc là mình chiếu dùng cái sáng chiếu hiện, mình chiếu lên cái phiền não của cái cô kia. Hả? Chiếu cái gì? Hỏi cái lời hỏi này hòa trả, các bạn mà đọc sách nhiều quá thành hỏi hòa trả lên một sách mà tôi trả hết nó xong trả lời đúng hết. Bạn mà đọc sách dễ sợ. Hỏi là phải chiếu được cái gì? Phải là chiếu cái tật xấu. Thầy nói chiếu tật xấu của cái bạn còn thường chiếu hoàn trả chết mà nó không có đâu, mà chiếu cái tật xấu của mình. Đây gọi là phản chiếu, chứ phải là chiếu. Cái này là phản chiếu, dễ sợ. Phật dạy có một chữ chiếu thôi, mà ý nghĩa Phật là phản chiếu. Thầy tham quan cái gì? Thầy chưa bao giờ đọc cuốn sách nào, kinh điển nào, thầy giả biết quán chiếu bát nhã như vậy. Thầy đã mới hiểu biết rồi. Đặc biệt dễ sợ, chiếu là chiếu vào tâm, chứ không được chiếu vào ngoài. Có được cái trí tuệ. Nếu dùng cái ánh sáng trí tuệ thì sẵn có rồi, mà chiếu ra ngoài á, là không có mở được cái quán chiếu bát nhã, dễ sợ. Cái việc quen những người Phật tử nào chiêu môn đi ra chỉ trích với là về than phiền cái lỗi lầm người khác. Câu hỏi là có quen là ai chiêu môn chỉ trích rồi mà đi than phiền cái lỗi người khác nữa, ai có thể quen cũng làm như vậy đấy, dễ sợ không? Nhìn nổi với ta không? Làm gì sao mà ngốc dữ vậy? Sao mà khờ vậy? Làm gì làm sai hoài vậy? Hả? Ok. Cái nền giáo dục của mình là người làm nhân là người tây phương là gì có lỗi gì khác. Cái nền giáo dục người tây phương là nhìn mình chạy ra ngoài, quan sát cái ngoài cảnh, sự quan sát những cái hiện tượng ở ngoài đó, chứ không nhìn vào trong. Ok, cái người thấy quá mới là mới nhìn chỉ chiếu thôi, chiếu là phản chiếu. Thì nghe chiếu rõ ràng chưa? Thầy giảng như vậy để giúp quý vị lần sau nghe những cái lời Phật dạy như vậy, những cái lời những giáo lý thế này nó có cái chiều sâu của nó, một cái gì coi thường được. Thầy cảm đoán anh rằng anh đọc cái văn tự, cái quán chiếu, cái trật tướng mắt nhãn nhất là cả ngàn lần rồi. Cả ngàn lần rồi, 10,000 lần rồi. Cô Kim Điền chắc nghe thì nhất là 100 lần rồi. Mà đủ hiểu là quán ý nghĩa, cái ngụ ý của Phật là dạy là sao? Dễ sợ. Thầy nghe 1,000 lần rồi, mới tới gặp ông thầy hướng ông giảng như vậy. Ông thầy hướng ông giảng, ráng nói chuyện. Thầy chắc nghe được mấy kiểu chỗ thầy cái chiếu ở trong mình, cái chiếu ở ngoài. Có thằng bằng không? Mình mắng thằng tròn một trận. Cả năm rồi, thầy không giúp thầy cái chuyện đó ngoài. Không dạy không được, thật thật. Không được. Thì đọc được ráng chị kiếm thầy hỏi đi. Nó là thân mà. Ráng cái chị. Thân kia cũng nó phải đệ tử của tôi giúp gì cho mày. Người ta lên mắng, người ta lan, người ta dành đệ tử nó phiền. Thầy nó hỏi thầy có vấn đề. Hỏi sách đi, hỏi thầy đi. Kiếm sư phụ mà hỏi đi. Thì bây giờ thầy nói bây giờ nó bác mặt tới nghe giảng kinh Kim Cang gì thầy mỗi năm thầy vẫn giảng nó biết chứ không có gì mà ra không thật này thầy tu được cao thầy nhìn nó thấy thầy cái này thấy cái đó thấy là cái này thấy nhiều chứ thầy tu được thấy cần ở lắm cần nhìn không cần nhiều cần ở thì nghe cho rõ nha. Thì nhắc đi cái chuyện này, càng tu càng lên càng cao, mà càng
cứ đòi nhìn ra ngoài thôi, thật là càng nay càng nhìn có rồi. Tại cứ gì càng thấy càng nhìn, càng nhìn hướng càng thấy. Dễ sợ không? Càng ngày càng cao càng thấy nhiều hơn, càng dễ ngỡ ngực hơn. Đó là tu. Ok. Ok. Cảm ơn sao cho vì này mới hiện qua lại. Ok. Quán. Chiếu. Hiểu cái chiếu chưa? Cái quán là cái gì? Quán là cái gì? Hiểu cái chiếu rồi đúng không? Chiếu rõ ràng không? Thì ta lỗi lầm kể người ta, mình cần biết. Ok, nhất là đừng nghĩ nó xấu người ta, nó là người ta có lỗi nên sẽ còn nghĩ nó xấu gì sợ. Cái người mở miệng nó nói như vậy, cái người không có trí tuệ cũng thường nghe. Cuộc đời mình giảng gì như vậy, nghe rõ không? Cái người mà chiêu ngu đi nó xấu người ta, mình thường nghe. Cái người không có trí tuệ, không biết cũng thường nghe. Mình đâu chỉ cho sổi, mình đã làm vậy. Cái người mà phàm, cái người mê mùi, nó mới nghe thôi. Thiệt hả? Hai đứa đều ngốc kệ, cho nó chỉ nó dốt mình bận rộn tu hành kiểu làm việc khác. Chứ cái việc gì chứ có ai? Nó dốt rồi giảng làm gì? Quán cái gì? Quán cái gì? Nhắc cho mình một chuyện như vậy, người tu hành nhớ cái chuyện này. Người ta tới mình, người ta mở nó, Phật nói như vậy, Bồ Tát nói như vậy, mình nghe. Ok. Còn mình nghe, mình mở miệng nói chuyện xấu với các mình thầy. Ai muốn đi. Ok. Cái người mình cần, mình xin thật. Nhưng mình đi. Cái người mà chuyên môn đi, thăng phiền đi, đi chỉ trích người khác. Mình quay cho mình miệng chỉ, mình nghe, mình nhìn nghe. Mình phí sức. Chạy theo làm, kệ cái đó. Họ nói lời của Phật dạy, lời Bồ Tát dạy cho mình nghe, mình chấm lút chú tâm mình nghe, nói chuyện mình bày thân bạc, nói chuyện thị thi mình nghe, được rồi. Ok, chấm gì như vậy? Quán là cái gì? Thì quán là mấy chữ ý người hiểu đó. Quán là quán sát. Quán sát. Okay. Làm sao mà quán sát bây giờ? Thì mình nghe nào, thấy không? Để cầm tay một cái vật này nè, hoặc là cái con chuột này, cuối con quỷ lơ này, thì nó quay. Để làm cái gì? Để làm cái gì đây? Mình nhìn hết tất cả khí cảnh rồi. Mình nhìn này, xem. Mình nhìn một chỗ thôi, như là cái vật nó xoay. Quán là như vậy. Mình chỉ nhìn nó thôi. Để nó xoay. Thấy chưa? Mình chỉ nhìn. Mình nhìn chằm chằm. Cái vị nhìn ngày hôm nay nó mặc nó đỏ, ngày mai nó mặc nó xanh. Okay. Ngày hôm nay nó cười, ngày mai nó khóc. Mình chỉ nhìn. Thì cái thời gian trong mình thấy nó đổi. Cái đó là khổ. Hiểu chưa? Các tân người hiểu chưa? Quá mình chỉ nhìn thôi. Nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm. Cái gì nhìn không? Mình chỉ nhìn thôi, với cái thời gian, cái vật nó sẽ từng ngày nó càng rõ thế. Mình chỉ ngồi một chỗ, mình chỉ nhìn thôi. Không có làm gì, hoàn toàn không làm gì, chỉ nhìn thôi. Không suy nghĩ. Chỉ quán là chỉ nhìn mà không được suy nghĩ. Nghe rõ chưa?
họ đâu có học được cái gì, nhìn không suy nghĩ được đâu, làm lại cái gì đấy chứ. Nên người ta nhìn còn suy nghĩ đâu, cô kinh nghiệm nhìn thấy hê hê có là màu sáng, hê thì ra màu đen, hê thì ra màu đỏ, hê thì ra màu vàng. Cô kinh nghiệm trời bao giờ tôi tưởng tôi biết à, cô suy nghĩ mông lung, cô nghĩ mông lung lắm, trời ơi sẽ lỗi gì đâu, ngồi không phải suy nghĩ. Cái quán này mình chỉ ngồi mình nhìn thôi, mình nhất định không suy nghĩ, không được suy nghĩ. Câu hỏi là khi mình quán, khi mình nhìn không suy nghĩ thì chừng nào mình phải chiếu bây giờ? Để hỏi để thầy suy nghĩ một tí à. Thầy nói ồ, thầy nên suy nghĩ như vậy cũng có là quán được. Thì nghe rõ ràng là quý vị có thể đọc 100,000 cuốn sách thì có văn từ Bát Nhã rất là nhiều. Quý vị có thể biết hết tất cả những cái giáo lý của Phật, đọc cái tam tạng điển của mình, kinh điển của mình học thuộc lòng luôn được. Cái đó là văn từ Bát Nhã thôi, đó là mới bước đầu thôi. Quý vị có thể biết sách rất nhiều, đọc sách rất nhiều, trừ phi quý vị biết phương pháp quán chiếu, quý vị có thể mở được cái trình độ thế gì. Nghe rõ ràng chưa? Thành ra vì người ta đọc sách nhiều, đúng không? Người ta hiểu Phật giáo. Cuối tuần có một cái người đã tới chùa này và đem cái lúc nào cũng đem tới cầm cuốn sách, một cuốn sách hoặc năm cuốn sách. Khi nào ngồi đọc sách, người nhìn người này còn nói thằng bậy không? Nói người này cũng có chuyện này, cũng dám nói sợ người ta giận. Ông người khác, ông này trả lời đúng, trả lời rất đúng. Ông nói thiệt là quán với chiếu chỉ là quán nó thành chiếu, thiệt là quán với chiếu chỉ là một thôi, không phải là hai. Thì quán tự động thành chiếu, muốn chiếu thì phải quán. Vì thế cái chiếu đó là mình phản chiếu có một thôi, mình chiếu của mình thôi, thì cuối cùng nó thành cái quán. Dễ sợ cái phản chiếu nó là cái quán, không đơn giản đi đâu hết. Anh là hôm nay mình trả lời được quán chiếu chỉ là một thôi, thì chia ra hai để giảm nghĩa cái gì, cái phương pháp thì ra nó chỉ là một. Okay. Thầy nói với ông nhà rắn này, nói về thì nó quá đi, chuyên môn gì lỗi như là không, chuyên môn gì lỗi. Bây giờ chủ la hỏi là qua cái sân để chạy. Cái thắc mắc gì khác không? Cái hỏi như mày, ôi rất là hay. Được, mình nổi nóng, về thầy đấu bụng lại. Còn dốt đánh nó ngoài không nhiều, nói cả năm rồi nó nhẹ nhàng, nó quanh nó co không nhiều. Câu học tôi nói là như vậy à, nếu mình nhìn người khác nên hiểu người ta đã có lời cho mình rất mạnh. Không nên khô như sao thấy lỗi người ta, cái lời gì cho mình? Lời gì? Để lỗi người ta không phải lỗi mình không? Cái gì lời gì cho mình? Thầy áp lực cho mình. Nếu như bỏ thì giờ mình nhìn vào cái lỗi của mình, mình sẽ học cái kinh nghiệm, sẽ có lợi cho mình. Ta chỉ có nhất chỉ có gì mình nhìn lỗi người khác đó, để mình soi lại cái đó là quán, là chiếu, là phản chiếu. Thấy chứ? Mình nhìn cái, ủa mình có phải như vậy không? Không phải là phản chiếu.
chứ đừng phải nhìn nó. Tại cái nó dốt dễ sợ, không phải là chịu. Ok. Mà đa số nhìn thẳng vào mặt này không có phản, không có phản. Mình nhìn thích quá, mình nhìn thích quá, mình quên, mình thích. Mình phải nhịp nuôi lên, vào lái lại. Cái gì biết không? Cái gì không? Cái nhìn, cái phản chiếu đó phải là một cái chuyện khó làm, không thể được. Cũng chuyện khó làm, nhưng trong một trong những chuyện khó làm nhất trong cuộc đời này là tự chịu. Thành thấy là thế thì biết tại sao thầy nói là từ nhìn mình, nhìn cái lỗi lầm mình, từ nhìn mình là một cái chuyện, một những chuyện khó làm nhất trong cuộc đời. Tại sao không làm? Tại sao? Thì vì làm gì hoài, mỗi ngày làm gì hoài mình không biết, mình không ý thức được. Người nói mình thấy, ô sao mình quậy quá. Tôi nó ăn ngon dễ sợ. Ừ. Ồ, tôi mặc áo đẹp ghê, cái áo này sao mà trong mà mặc trong con coi xôn ghê. Ok. Cái đó phải để chiếu không? Mình chiếu mình mà. Chiếu cái hay không? Rồi, xuân này đi chiếu cái hay mình không? Vui duyên là sẽ. Không có lời gì đâu. Vì nhìn cái hay mình có lời gì đâu. Cái lời thứ nhất là khuyến khích cho bạn vui vẻ, những đề kiện bỏ hết. Cái lời thứ hai là thầy kinh ngạc, nên thầy ngạc tuổi nào. Suốt đời chỉ muốn thấy điều này thôi.
suốt đời như vậy thôi. Tiếp suốt đời, suốt ngày chỉ đòi là kính trọng tôi, thương tôi, nén tôi, thương hại cho tôi đi. Cái đó là gì? Đó là cái mặc cảm của cái người, của người trời. Giống cái gì biết không? Tới gặp phòng đế đó, thưa bẩm bệ hạ, bệ hạ là quá hay, quá giỏi, thì để trẩm ban cho con cái phước lành này, cái ơn này. Thì con còn có mà dám nói xấu, trẩm một cái là trẩm trảm chết cái đầu. Cái đó là cái mặc cảm của con trời đó, cái mặt cảm của thượng đế, dễ sợ không? Cẩn thận với cái người đó, cẩn thận. Mình cần biết là thượng đế mình bao lâu mình cần biết, okay. Mà nói mà nhưng mà phật ý một cái là xong, cái đầu mình bị chặt giật. Cái gì đừng có ngồi đâu mà suy nghĩ, không biết là cái vợ mình có như vậy không? Ai đang mắc gì sáng không? Nghe bác thân hương nghe hiểu cái quán chiếu chưa? Rõ ràng không? Cảm ơn bác cảm ơn. Cảm ơn các thân hương nghe. Thứ ba là thập tướng hạng. Cái lần thứ ba, phần thứ ba là thập tướng bát nhã. Thập tướng bát nhã là sao? Nhắc cái gì lại? Cái thập tướng bát nhã này quý vị không thể nào có được, trừ phi quý vị mở được cái quan chiếu bát nhã thì mới có thể mở được thập tướng bát nhã. Anh đừng tới nói với thầy là thầy con bỏ 30 năm trời đọc hết tất cả những sách của Phật giáo, nghiên cứu hết sách của Phật giáo, bây giờ con có cái thập tướng bát nhã. Okay. Tại sao nó không phải như vậy? Tại sao như vậy? Sao? Tại vì nó Kiểu nói là có thể có trí hệ bát nhã tại 30 năm rồi, con nghiên cứu kinh nghiệm 30 năm rồi thì có trí hệ thì có cái văn tự bát nhã đúng, nhưng đều á theo hỏi ông này như vậy cái người này có quán chiếu bát nhã không? Có không? Đi xung quanh mà khoe khoang là con tôi có cái thập tướng bát nhã thì nó còn cái ngã, làm sao mà có quán chiếu bát nhã được? Khi mà nói mình có cái chiêu hệ thì là mình còn thiên hạ, có thiên hạ nó có cái chiêu hệ, cái người này chưa có để quán chiếu bát nhã. Mình đang nói chuyện thì mỉm cười tại mình đụng nó chửi nó không thích, nó bỏ nó đi. Nó thì dốt. Tôi đọc sách nhiều hơn thầy. Cái thật tướng bát nhã là cái gì? Cái thật tướng bát nhã này là cái phương pháp mà quý vị có thể mở ra bằng khi mà quý vị có cái khả năng mà mở được cái quan kiến bát nhã rồi, mới có thể dùng cái phương pháp tương tự như vậy để áp dụng nó, để mà mở cái thật tướng bát nhã. Đã nghe không? Tại nếu anh chưa biết cách mở quan chiếu bát nhã thì anh không thể nào mở được thập tướng bát nhã. Dù chúng ta có tương tự chứ. Thành ra cái thập tướng bát nhã nó dựa vào cái quan chiếu bát nhã, nó không thể nào có, không có thể mở được nếu mà chưa biết mở cái quan chiếu bát nhã. Ngay khi mình thầy bắt đầu học nghiên cứu sách Ngài Tinh Hóa, thầy giảng về cái kinh này, về cái phần và cái loại bát nhã chứ về ngay lúc mà ngài giảng Tinh Hóa.
hoa đó, tức là thầy đọc thành đầu tiên thầy đọc bằng tiếng Anh, không có giảng gì nhiều nữa. Thì mình nghĩ tại vì cái họ người tiếng Việt bỏ ra nhiều, họ không nhìn thấy được cả. Thì thầy đọc cái chữ hoa đó, họ hiểu nguyên mi chữ hoa là tiếng hoa ngang, ngang là tiếng hoa. Thì ngài giảng thì cái này cũng rõ như mình giảng. Thì sau này thầy đọc nghiên cứu thêm mấy cái sách cổ sư người hoa sau, để hiểu thêm chút xíu. Thành ra mình lúc mình giảng cái ba cái phần này là mình giảng hầu hết tất cả những cái gì mà có trong sách, rồi còn giảng thêm cho thầy hiểu thêm cái chiều sâu của cái ba cái bậc trí huệ làm sao để mở được ra cho ngài giảng như vậy. Ok. Thành ra thầy hy vọng là mình có thì giờ là mình thông dịch lại. Thầy đã thắc mắc cái này mấy năm trời. Cứu hoa cũng ai giải. Thành bây giờ mình thông dịch lại thành tiếng hoa và những cái tiếng khác, ngôn ngữ khác. Và cái này ấy, là mình là cái sản phẩm của nước Mỹ, của người Mỹ tu hành thì mình dịch lại cho ngôn ngữ khác cho thầy biết. Thầy không giảng cái gì thật cứng bát nhã tại trên độ gì thấp. Okay. Nói cái việc ông tắt cái việc này, cái gì muốn mở cái thật tướng bát nhã, cái gì cần cái vị thiện chi thức. Và sau khi quý mở được cái quán chiếu bát nhã thì có sẽ có người tới dạy cái gì. À, cái phương pháp mà để mở thật tướng bát nhã. Khi quý vị mở ra cái thật tướng bát nhã này rồi thì lúc đó quý vị sẽ thấy được cái sự thật là ra sao. Okay. Lúc đó quý vị mới thật sự thấy cái sự thật là đầu tiên của cuộc đời quý vị. Để nói cái gì dịch giảng lại cái gì nghe. Sự thật như vậy thưa quý vị, có thể hơi làm cái gì hơi phật lòng thì hiện bây giờ đó cái giác quan cái gì mình nhìn cái gì hiểu được đó, cái gì thấy được, thâu thập được, nghe được, hiểu được đó, nó chưa phải là sự thật, nó vẫn là cái gì mê muội vậy. Một cách nào chỉ có thấy được sự thật đó. Chỉ có tu mới từ thấy được, không có ai chỉ có thể thấy. Không thể nào mô tả cái thật tướng bát nhã này cho quý vị thấy, phải tự thấy được. Cho trước khi quý vị mở được cái thật tướng bát nhã, quý vị vẫn chưa thấy được sự thật, thì nhấn mạnh lại chưa gì nghe. Cái người có quán chiếu bát nhã rồi vẫn chưa thấy được sự thật, còn xa. Thì ngang nói câu đừng hòng em ơi, phản qua bên đừng hòng em ơi. Thật ra cái thật tướng bát nhã các quý vị nếu cố gắng tu và hướng về mở cái chủ đề cái đó mới là thật. Thành ra thì khi quý vị cho đến khi quý vị mở được cái thật tướng bát nhã đó, thì tự tin nghĩ tôi biết, tôi nhìn tôi đúng, tôi thấy thật sai. Thì quý vị đừng có hỏi em ơi, đừng mình cứ nhìn biết, nói biết, cứ mở gì nó có rồi. Tôi nhìn cái cười này, tôi nhìn cái cười tủm tỉm, tôi thấy mình dốt, không biết làm sao mình giảng gì cho mình biết, người ta giảng gì để cho mình biết, mình dốt cái rồi. Là người Việt mà nói thân thiện đừng học em ơi. Câu hỏi kiến tánh là gì? Kiến tánh là thực tướng bát nhã, cái đó là thực tướng. Câu hỏi là về cái kiến tánh là cái gì thì cái là kiến tánh
thật tướng bát nhã kiến tánh. Cái tánh là chỉ là một cái danh từ khác cho cái thật tướng. Tại thắc mắc gì không? Càng ngày càng giảm, pháp thì càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng hỏi khó khăn, hỏi hóc búa không? Càng cái ai còn nứt nở mũi hết. Đúng đó, cái việc, cái tánh là cái gì? Cái tính, cái kiến tính là cái gì? Cái tính là cái gì cũng có tướng. Nó không có tướng. Thì không có gì mà không có tướng. Cái đó là thật sự quá. Ok. Thì bây giờ xin lỗi cái vị thấp quá đi. Nói là tầm tiếng rưỡi ông thầy nó giảng những cái lý thuyết mà cao siêu nhà Phật cũng giảng cách dễ dàng để mình hiểu được hết. Cuối cùng đem một cái câu này là vô vô tướng, vô sở bất tướng. Yeah. Là không có tướng, không có cái gì mà không có tướng hết. Cái đó là thật tướng mắt. Cái câu này cũng chắc là quý vị hiểu được hết. Hôm nay nói như vậy không có gì mà không được có tướng như thầy nói, ông mình chỉ thầy thì mình biết không? Thầy nói là ông này cũng hỏi vậy cho đọc cái câu mà vô tướng, vô sở bất tướng nghĩa là gì? Không có tướng, không có gì không có tướng hết. Đó là tướng. Thầy nói ông đang ngồi ông rằng cái óc hồng là 30 năm rồi mình hiểu không? 3.000 năm không hiểu không đâu. 3.000 kiếp không hiểu không nổi đâu. 3.000 triệu kiếp không hiểu không nổi đâu. Người ta bắt đầu nó sẽ khó gì. Đương nhiên thì được, cái gì tưởng dễ hả? Người nói là như vậy thì như thầy thì hạn chế quá, tôi hạn chế quá. Sao lâu gì vậy? Thầy nói, tại sao hạn chế gấp mà sớm? Làm sao quý vị nhìn như quý vị đã tu là hai gần 3.000 triệu kiếp rồi. Sao quý vị biết? Tại thầy dẫn cái gì ngay những cái lời giảng của Kinh Kim Cang này ngày hôm nay chúng tôi có mặt ở đây nghe cái này mà vẫn còn ở trong này mà vẫn tới tuần tới mỗi tuần tới nghe giảng kinh đều tôi cam đoan với quý vị cũng phải là người tiên nghe đâu. Cái người lần đầu tiên nghe bước ra ngay lập tức không ngồi lại đâu. Thầy kể chuyện ông này ông ca sĩ này thì cái tháng này ông mời mấy cái bạn mà trong nghề ông nghệ sĩ ca sĩ ông tới nghe giảng kinh A Di Đà thôi đó, lần đầu tiên giảng kinh A Di Đà nói chuyện vãng sanh thôi. Ok. Nghe chuyện rồi bỏ đi ra về còn chửi còn giận cái đó xong ông có thể dẫn tôi tới phí thì rồi tôi lái xe tình nguyện viên hồi 45 phút tới đây nghe chuyện là mời tầm bạn vừa phải thôi ông đi mà kinh A Di Đà nghe giảng rồi muốn gì nghe giảng tiếp kim cang này giận thẳng giận dễ sợ những người tâm hồn giận cái phần còn lại của cái tấm 363 này nó cũng quan trọng thì muốn giảng cái này để giảng cái phần cái tấm 364 thôi. Cái trí huệ của cái trí huệ của Phật giáo mình nó còn gồm trong này. Tất cả cái trí huệ Phật giáo mình chỉ có trong này, không thể ngoài. Cái gì vậy? Thôi thì anh thôi, sau mình trở lại. Phần 1, cái câu chuyện. Cái này là thầy đọc sách là thầy thấy câu chuyện vui vui. Thầy nghĩ ra coi là cái sách này là sách người Mỹ viết ra là mất chữ nguyên văn của người Hoa. Tự nhiên họ chữ Nhật. Hôm nay thầy cũng biết tên. Bảo Quốc Chiến thì cái ông thiền sư tự hỏi ở với mấy cái dân thiền nó dễ nghẹn nó chiêu nó hỏi hóc búa nhau thì cái ông một cái ông sư khác thấy ông thiền sư này mới tới chắc quê rồi
cái thọ. Nói là bạch thầy, trước khi nó thọ mình, nó xin bạch, nó xin bạch thầy. Mỗi lần thầy nghe bạch thầy ra thầy được bạch thầy. Bạch thầy. Cái bản tính của cái gió đó là nó thường trực. Không có chỗ nào nó không đến. Thế tại sao thầy phải quạt từ quạt làm cái gì? Thì những tự nhiên thiền là bị ghét, chứ nó chọc. Thế bây giờ chọc ra ngoài để qua tụi mình hiểu được không? Chứ những ý thức chuyên môn làm như vậy, đấu trí với nhau thì thiền cùng tới đấu trí, đấu công phu với nhau. Đây là một cách mà đấu với nhau trong thiền. Có thấy cái thiền có gì biết không? Đừng tự, đừng nghĩ mà cái thiền viện là họ vui vẻ, sống đồng ấm với nhau, không có đâu. Thầy đọc cái chuyện mà thầy kể lại thì cũng chỉ cười. Cái việc tưởng tượng và tu hành là người ta như mấy cái kiểu thiền khác đó, đi nhẹ nhàng khoan thai, cười mỉm cười sướng sướng thoải mái. Thầy cái việc tưởng tượng những cái gì đó tưởng lầm đâu, cũng phải trong thiền viện thoải mái nhẹ nhàng sung sướng an lạc không có. Đùng nhau một phát là đấu nhau. Có một cái giai cấp. Lúc mà thầy nghe cái chuyện này thầy bực mình sẽ nói trời ơi tu hành gì kỳ dữ vậy, mình ta bỏ hết tất cả rồi còn đi vào đấu với nhau làm cái gì, yêu cái gì bạn sẽ đúng không? Phải vậy thôi. Chùa tầm mày mình này sống hòa hợp với nhau đưa lúc hòa đâu phải lên đài. Phật dạy lục hoa đúng không? Không. Quý vị là người xuất gia là phải lục hoa chứ. Đã mặc, đã bỏ, đã cạo đầu, đã mặc áo quần đuổi, áo quần như vậy. Mà còn tranh giành nhau làm cái gì? Đúng không? Đã người sư rồi mà còn không tu theo lục hoa như Phật dạy nữa. Chua tầm bậy. Cái đồ, cái chuột nghe như thế, cười như thế sao? Đấu nhau rồi. Những cái người thầy nói xấu, người ra chân vào chùa nói như vậy. Cái chùa này kỳ cục. Cái chùa kia kìa, nó sống khi vào nó cũng vui vẻ, nhẹ nhàng, an lạc. Tu thiền mới gọi là thiền chứ. Cá nhân thầy nha. Từ lúc mà thầy mới bắt đầu tu đó, xuất gia, thầy nhắm nói là cái đêm cái chùa rất lớn đó, bao nhiêu cái chùa đó là cái chùa rất lớn rồi, hả? Thầy xuất gia đó, thì cái sư cô đó người Việt Nam cổ tới một cô quan trước, con mắt lẻo, con nói này, con bộ nhỏ con này, nè, con có biết không? Đệ tử của ông Hòa Thượng đó, bên cả chúng tôi thì tu đại hòa thượng bên đàn ông đó, họ đấu nhau, họ cãi nhau chi che suốt ngày mà họ không thể nào tu chung với nhau được. Thì sư cô nhờ sư cô đó chỉ thầy đó, thành thầy vào thầy thấy sắc như vậy rồi cãi lộn nhau chi che, thầy buồn như sợ đó. Đó, cái tướng cái đó là chưa nhận nhận, cái này mới là kinh, nó tới nó gặp nhau, nó thọt nhau như vậy, nó là chết. Còn mà cãi nhau chết chết là chưa nhận nhận, chưa nhận nhận, cái đó là trình độ số, cái này mới lạ. Cái này là cách họ giúp nhau tu. Thì mấy chỗ đó, chỗ tu thật sự. Cái chỗ mà khi thấy mà
thầy gặp mấy chỗ là thầy chạy rồi. Tại vì cái thiền cái thiền tu đó à, thầy phải kể xong câu chuyện ngày hôm nay là gì, thầy không muốn tuần sau trở lại phải thầy bắt đầu giảng lại cái tấm trước xong cái giảng tấm này lại, rồi thầy hết cách giảng cái tấm kia rồi. Ok, đừng hỏi thêm. Cái gì thấy cái tinh thần họ cởi mở với sự, họ sẵn sàng hỏi nhau chứ không dám giấu. Thì biết không, thầy qua cái chùa cái thành phố này mà có những học trò lớn hay không, ngoài ông thầy sao không thầy tệ ghê, ông thầy nó xứng đáng mình à, mà mình nói con cái thắc này có tới hỏi thầy đi, ông thầy nó xứng đáng mình thầy hỏi rồi, ông thầy xứng đáng thôi bỏ cái gì. Tu hành cởi mở chứ, tu hành mà thầy khi nào phải đúng hết thì quý vị học hỏi gì đâu. Cái dạy nó phải như vậy. Nếu quý vị thấy con ông thầy đúng không, là ông thầy dạy quý vị chưa đủ. Quý vị thấy ông thầy sai mà dám tới hỏi nó thiệt sự là học. Cái sai mà yếu xuống thầy là phê đó, phán phê 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 phán thầy là chứ không phải ông thầy cầm vật. Dốt thì là thầy dốt đó. Thành cái chỗ tu hành như vậy, ta là cái tư tưởng nó rất cởi mở. Ta thắc mắc tập hỏi nhau, cái người thấp có quyền hỏi người cao, người cao có nhiều thấp này. Ngày người ta dạy mình tí, giúp họ hiểu thêm một tí nữa, ngày mai hiểu thêm một tí nữa, giảm thêm một tí nữa. Thấy đặc quá đi, giảm không hiểu, phải cho phép nó hỏi. Anh ông này tới, học trò tới mà giảm chậm này. Cái gió là cái tứ đại của tứ đại, cái gió phong đại mà có tất cả mọi nơi, tại sao thầy phải tự hoạt làm cái gì? Chẳng thầy mới trả lời, thầy nói là con giỏi lắm, con đã hiểu được là cái bản tính của cái gió đại, nhưng điều con còn chưa hiểu á, nó có thể có khắp tất cả mọi nơi. Ngủ thì giờ khoảng 2-4 giờ thôi. Ông thầy trả lời con chỉ hiểu được cái văn tự Bát Nhã thôi, chứ con chưa hiểu được gì hết. Thành ra cái người thấy cái người học trò ở ngoài dễ nhất nhìn bằng bạch thầy về cái ý nghĩa nó đi hết tất cả mọi nơi, nó phổ biến, ý nghĩa nó sao? Thế học trò giỏi như sợ, cởi mở như sợ, thầy dạy cái hỏi nó đâu có sợ đâu, đâu có giận đâu. Thế học trò nó giỏi không? Không có giận. Đấy là giận bỏ đi, mắt vô thuận. Thầy nói là gì? Im lặng quan sát đi. Rõ lại, cúi đầu lại. Thì cái ngày thiền sư Dogen á, mình nhận á, Dogen này đạo niên. Đừng tuần sau cái gì đừng có đem đồ ăn ngon tới xong bắt thầy giảng lại cho ba, không nói ba coi từ đây có cách khác, mình cách giảng làm khác, thầy hết rồi đó nha. Tuần sau mình tiếp tục nha. Okay. Cái gì thấy không? Đáng lý ra phải mưa chiều nay thì lái về nó hơi ướt ốp ướt át mà lại có thể hơi cái gì một tí. Vui không? Và là ngày hôm nay thầy cảm ơn Chư Long Hộ Pháp đã giúp đỡ cho quý vị lái xe để ăn của. Ngày thứ sáu thầy quay cái khí tượng thì nó tiên đoán là thứ bảy chủ nhật của thứ hai là mưa 3 ngày liên tiếp. Thì về cái khí tượng tiên đoán khí tượng xứ Mỹ này
là nếu cái gì qua trước 24 tiếng hồ thì nó chính rất là chính xác, 24 tiếng nó rất rất là chính xác, 100% chính xác, dễ sợ gần 100%. Ok, à, thầy coi thì buồn, thầy nói trời rồi, cái tuần thì mưa, mà đợi cuối tuần thì mưa, rồi học trò tôi nó tới, tôi còn 5-6 người, nó tới nó nghe, nó like, nó ước vô chùa, nó ước cái chùa tôi, xong á, nó về lỡ nó trượt xe một cái, nó trượt ngoài sân nó té một cái cũng phiền, mấy bác đi 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 về chống gậy, rồi xong rồi té một cái phiền tôi, rồi lỡ mà có trái hàng ngoài đường thầy ái nát cái bụng, nói trời ơi sao mà mình họ khổ sở chỉ làm việc cả tuần, xong cuối tuần tới nghe thầy chịu khó cái thì nghe thầy giảng kinh, vì nghe thầy giảng kinh làm gì thì gặp té này nọ mình buồn, ái nát cái bụng mình nói trời khổ ghê đó, phải chi mà họ không có hợp tác mình ý nào hết. Thầy nói cái gì nghe cho biết là chúng ta mà đi khiêm tốn là chỉ ra chúng ta mà được mấy con rồng nữa.